lắm. Ôi ôi, bay nữa rồi. Quá đã. Mến chào các bạn nha. Rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục luồng lờ của anh Lâm các bạn ơi. Mấy nay cũng lu bu không có vô thăm với anh Lâm, bữa nay mới rảnh đi vô thăm với anh Lâm nè. Hy vọng hôm nay trúng trúng rồi. Đây là cái lờ đầu tiên nha. Khui cái cho nó sướng lên luôn. Có không? Không rồi, không. Cái này không chạy rồi. Cái mới đặt hôm. Ờ, mới đặt con đêm mà hả? Đó, con gì vậy? Thác lát hả? Được em thác lát nha các bạn. Nhớt. Tiếp tục khui nha các bạn. Mưa. Trời mưa mưa đi thăm lờ cũng sướng. Con vô cá 600 gram. Gắn vô cá hả? 600 gram luôn. Đã trời. Này dính được con cá rô với con cua. Mưa mưa này neo neo trên mấy trên cạn cạn chạy lắm anh Lâm. Neo nào mà sợ nữa chứ. Dạ. Mưa nguyên thần, mưa lớn lớn cắt không được thì neo được. Ừ. Mà chắc neo đi, tình hình mưa chắc đại báo hết tuần này mà. Lúa này chuẩn bị cắt các bạn. Chín hết trơn luôn ha. Tới ngày cắt rồi, giờ mưa vô nữa rồi. Ủa mấy chỗ này ấm quá ha. Em cá gù. Mấy cái lờ này các bạn, tại vì anh Lâm mới đặt hôm qua, bữa nay mình đi thăm luôn cho chẳng luồn lờ luôn. Chứ này hai đêm nữa mới thăm được. Sẵn rồi đi cho nó đúng ngày với mấy cái lờ kia. Thăm cái cho nó đẹp. Cá gù. Vô mùa này uống không à? Ừ, vô mùa này là thôi rồi. Quá luôn. Có không? Ồ, được nghe em. Cái lóc dạo này hiếm lắm nha. Em cái lóc nha các bạn. Ơi. Đi làm. Có. Em. Ồ, nguyên bầy của nó bằng bằng nhau không ta? Vô rộng. Đặt mới có con đêm mà cũng chạy mà. Lúa này chuẩn bị cắt rồi. Mé nó còn xanh xanh quá ta. Cái này bị dậm nhiều quá. Dậm nó chậm mấy ngày ha.
chạy cá rô dữ chứ. Má rồi, má ngon này. Ôi ôi, mập mập không trời. Mấy con này mà đem đi kho ha. Chứ có núm để vô là kho núm á. Lòng đang kiếm cái lời các bạn ơi. Giấu kỹ quá giờ không biết nằm đâu rồi. Cái bờ này chỗ nào nó cũng như chỗ nấy à trời. Cỏ y chang nhau à. Thật thấy rồi. Thấy chỗ đó trống trống vậy Lâm. Nè. Thấy chưa? Trên này à? Khui kìa. Đó, trời trời bục bậy luôn kìa. Ôi giời ơi, cái sặc cái sặc cá rô. Lóc. Một bậy này bắt đá luôn rồi. Cái gô nó nẹt cũng dữ lắm. Bày cái lóc như gan nhau chạy bằng trang luôn. Năm sáu cá gô anh. Mấy cái lời này mới đặt hôm qua phải không? Quá im. Sợ cắt nè anh dời tùm lum hết trơn. À không mà cái này cắt lúa xong đặt nó chạy dữ nữa. Bắt nó mới đã tay nè. Nó gồ nhóc trơn các bạn. Ủa trên này sập trơn luôn rồi. Ôi ôi kìa. Miếng này bông hột dữ ta. Nè lúa nó hột đầy hết trơn luôn chàng. Cái này gần cắt chưa ta. Ôi ôi các bạn xem cái bông lúa nè. Bông lúa là một bông gì là biết bao nhiêu luôn nè chàng. Cái này gần cắt hết rồi. Chắc cũng đâu đó khoảng 5-6 ngày nữa ha. Ừ. Này nắng là 4 ngày nữa là đủ ngày rồi đó. Mưa sập trơn luôn. Quá trời uổng rồi. Nè chàng, bông lúa nè chàng. Ôi ôi. Thăm lợi các bạn ơi. Cái gô hay vậy? Một con cua. Thả luôn hả? Treo. Sắp cháy dữ chưa? Ôi trời, cái sạch cái quá luôn. Khui nghe. Trời trời, con vậy. Ôi ôi, cá rô kìa. Cá rô rồi. Một phi. Bả. Ngồi ra trước á. Cua hả? Xe sẵn lên cho kẹp. Bộ phi vô nó quậy dữ lắm quậy.
bầy nữa rồi. Ôi ôi, trắng tươi luôn kìa các bạn. Chắc lát Goofy cô ánh bò nè. Lẹ lắm. Lẹ. Hên. Ba bốn con cá. Bảy à. Ba bốn con cua hả? Mấy con cua này chắc mới vô mà chưa phá hôm nay. Mấy con cua cũng quỷ diệt hôm lắm. Nè, giá còn gì của nữa. Giá cũng giáp dần luôn. Cứ cua nhỏ. Đâm dở cái lời trên này dính nha các bạn. Bự không? Đặt bằng mày kiếm kiếm chết. Ôi ôi. Cái lóc chua kìa. Wow. Quá đã. Con nó vô là đầy nặng liền à. Mấy cái gô mề nữa nè. Vậy nhớ nhắc cái chiếc bến còn cái nữa. Quên. Cái lóc nhìn ngon quá ha. Bữa nào rảnh rảnh mình nướng chui bữa. Bữa nào nướng xương xương bữa. Quá trời con cá lô kiến này. Hai con luôn. Mày thấy chỉ xui luôn. Thả nó xuống sông rồi. Đe tua hết hôm hết. Mạnh lắm. Không kia được. Quá trời, trời bá luôn. Bánh tành. Xuống nước, xuống nước. Ê, đừng quậy ướt nhẹp nha. Anh sẽ cho em về. Để anh đây. Cho nó xuống kia luôn. Để anh nhát rồi. Phóng sinh kiểu này mắc sợ. Cái này chạy ốc các bạn. Ôi giời. Lát rồi ốc. Cua nữa. Đủ chủng loại á. Đổ luôn hay gì. Này mới đã nè. Cái lóc anh xiên qua đây nè. Lóc nhỏ. Nhìn da đẹp quá. Tươi ha. Thật lát. Thật lát cũng nhỏ à. Mạnh quá nha.
em. Mấy con này nuôi em lắm nè. Ừ. Mình không lấy về anh thả hầm không? Có bù anh không? Bù vàng không? Vàng. Có bù hầm thả bù vô đây mấy con. Vàng không? Vàng. Mới thầm về nha các bạn, giờ quay thành quả cho mọi người xem. Mấy này gắt không luôn? Không. Hên. 6 cái kia. Không gắt là hên. Lấy nghiêm với dao cha Khang. Làm anh giá tè le hết trơn rồi nè. Quá trời cua nó phá mà. Thấp xuống. Thì đậu đậu cá ra nha. Thành quả nha các bạn. Cua nó dính đây nè. Ồ, dính xuống cá lóc rồi. Khó xuống quá ha. Mấy cái phi nó dướng cái ấy nè. Cua nó kẹp đuôi lên nữa chứ. Lật nó qua thêm cái nè. Ồ, xuống cá chạy cá lóc bự rồi nè. Cua lấy cái dính xè nẹo cây nè. Cầm dây đó chịu, anh thấy cầm dây kia kìa. Nó bò ra nè. Còn không? Còn. Bên này không thấy cá chê ha. Còn leo gào luôn trời. Hết rồi phải không? Mấy cá gô. Này là thành quả đi thăm lời bữa nay với anh Lâm nha các bạn. Đừng trong... con đỡ đầu. Đừng con cá bự nè. Cá gô bữa nay nhiều. Được 4-5 con cá lóc với hồi ôi kẹp nè. Chắc lát. Con này bự nhất nè. Hình như được 1, 2, 3, 4 4-5 con cá lóc. Con này cũng vừa vừa anh Lâm đâu nhỏ đó. Ồ cá gô bự nè. Ôi ôi. Gần 4 ngón. Uống đu chàng. Rồi bữa nay hết này chắc cỡ mấy ký luôn. Có 3 ký. Thành quả nay hai anh em đi được 3 ký nha các bạn. Rồi giờ hẹn mọi người vào video tiếp theo ha. Hy vọng luồng lời tiếp theo sẽ trúng hơn luồng lời này. Quá ngon, cá này nói chung là đủ ăn các bạn. À. Rồi, chào mọi người nha.